Thông tin mới nhất, con trai của MC Nguyễn Ngọc Ngạn vừa mới bất ngờ thông báo tin danh ca Lệ Thu đang nhập viện cấp cứu vì nhiễm COVID-19. Anh cho biết danh ca Lệ Thu đang nằm trong ICU vì COVID-19. Xin mọi người cùng góp lời cầu nguyện chúc cô mau hồi phục. Đông đảo khán giả đang vô cùng lo lắng trước thông tin này. Dưới phần bình luận, người hâm mộ khắp nơi liên tục gửi lời hỏi thăm và cầu nguyện sức khỏe cho danh ca Lệ Thu trong thời điểm dịch bệnh ngày càng có những diễn biến phức tạp. Trong số ca sĩ lừng danh ở hải ngoại, Lệ Thu đã được đánh giá là giọng ca vàng 10, với âm sắc đầy nội lực, bay bổng và sang trọng. Có những ca khúc trở nên độc quyền của Lệ Thu khó ai sánh kịp. Mặc cho duyên kiếp có nhiều trắc trở nhưng Lệ Thu đã vượt lên số phận. Lệ Thu tên thật là Bùi Thị Oanh, sinh năm 1943 tại Hải Phòng. Cái tên khai sinh này có số phận kỳ lạ. Cô bé Oanh được ông trời ban cho phước lành sống sót sau 7 anh chị em trước đó lần lượt ra đi. Năm 1953, hai mẹ con Bùi Thị Oanh đều díu nhau vào Sài Gòn sinh sống tại khu chợ Vườn Chuối. Đó là một trại trốn số phận của kiếp con thêm vợ lẽ chân chuyên khổ ải. Nhưng ở mảnh đất mới này, cô bé Bùi Thị Oanh đã trở thành một con người khác khi được học một thầy đàn ở gần nhà. Một năng khiếu âm nhạc bẩm sinh và giọng hát thiên phú được cất cánh. Đầu năm học lớp 12 năm 1959, Bùi Thị Oanh đi dự sinh nhật bạn cùng lớp tại phòng trà ca nhạc Bồng Lai. Cô đã bị bạn bè thúc lên hát tặng ngày vui. Bùi Thị Oanh lúng túng không biết nên hát bài nào cho hợp, nhưng khi ấy những câu hát trong bài Tà Áo Xanh, Đoàn Chuẩn Từ Linh bỗng vang lên. Thế là cô cất tiếng hát, những âm sắc non tơ trong vắt ngọt lịnh lòng người. Nỗi niềm khắc khoải của một cuộc tình chia xa làm tê tái tâm hồn người nghe. Cùng lúc đó ông chủ phòng trà sửng sốt chăm chú. Ngay lập tức ông đề nghị Bùi Thị Oanh ký hợp đồng biểu diễn thường xuyên. Bùi Thị Oanh vui sướng tột độ và vội lấy tên nghệ danh Lệ Thu để giấu mẹ lén đi biểu diễn hàng đêm. Cái tên Lệ Thu bật ra như một phản xạ tự nhiên nhưng lại là ẩn ức trong cuộc đời đẫm nước mắt của chính cô. Cuộc tình đầu tiên với anh chàng phi công thật chóng vánh, chỉ sau 2 tháng hôn nhân, khi mới chớm tuổi 18. Giọng hát của Lệ Thu đã làm mê mẩn tâm hồn người lính này. Khi cưới về, chàng phi công mới vỡ lẽ cô ca sĩ của mình thật sự ngây thơ và trong sáng, không hề biết gì về cuộc sống vợ chồng. Lệ Thu chỉ nghe theo mẹ với nỗi lo sợ trở thành bom nổ chậm mà thôi. Một cuộc hôn nhân lạnh lẽo đơn phương, cưỡng không được, thế là hai người chia tay. Nhưng cũng từ đây, giọng hát của Lệ Thu ngày càng trở nên sáng giá. Một lúc cô hát cho mấy trung tâm ca nhạc và sàn nhảy. Họ tranh giành thời gian với cô. Cái tên Lệ Thu gắn liền với vũ trường tự do từ năm 1962, rồi sau đó là vũ trường Queen Bee và sàn nhảy Reed từ năm 1968 đến 1971. Rồi cô trở thành giọng ca độc quyền thu băng đĩa của hãng Joe Maxwell nổi tiếng. Lệ Thu nổi lên như một ngôi sao sáng bên cạnh những giọng hát như Khánh Ly, Thái Thanh và Bạch Yến. Nói đến Lệ Thu là nói đến những ca khúc làm say đắm lòng người như Hoài Cảm, Cung Tiến, Xin Còn Gọi Tên Nhau, Trường Sa, Mùa Thu Chết, Phạm Duy, 10 Năm Tình Cũ, Trần Quảng Nam, Thu Hát Cho Người, Vũ Đức Sao, Biển.